Dạ em xin chào cả nhà, thì ngày hôm nay em có đến nhà vườn của chị My ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng may giống và may ghép nha cả nhà. Hôm nay thì quay cái lô này cái đế rất là đẹp luôn cả nhà. Thì hôm nay có những giống như là siêu bông mình lợi nè cả nhà, rồi siêu bông Sài Gòn lá lớn nè, rồi nhị ngọc toàn dảo như ý nè, rồi những cái hàng bạch mai cả nhà. Vườn nhà vườn của chị thì rất là nhiều cây luôn, để em quay một vòng cho cả nhà mình tham khảo. Nguyên cái khu bên đây nữa cả nhà, nếu mà cả nhà lấy số lượng á, thì chị sẽ để giá tốt cho cả nhà mình về mình có thể mình kinh doanh, mình bán mua sỉ bán lẻ lại cả nhà ha. Dạ em chào chị. Rồi chào Trọng nha. Dạ. Rồi, thì em xin chào cả nhà mình, thì cả nhà mình hôm nay đến với vườn mai Bảo Anh. Thì dạ. Số điện thoại của em đó là 0909791298 và địa chỉ vườn của mai vàng Bảo Anh là ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Kính Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Dạ. Rồi thì hôm nay đến với cả nhà thì em cũng có giao lưu với cả nhà một số loại mai ghép, mai giống để cho cả nhà mình trồng đất, trồng chậu hoặc là mình lấy bo để mình chơi Tết ha. Dạ. Rồi hiện giờ em giao lưu với cả nhà mình là có hàng siêu bông Bình Lợi. Dạ. Thì đây em cũng có những cái mặt bông của hàng siêu bông Bình Lợi, mình giao lưu với cả nhà đây ha. Dạ. Đây. Siêu bông Bình Lợi đây này cả nhà. Siêu bông Bình Lợi ha cả nhà. Bông nó bự nha, này, nó nở chùm chùm. Nở chùm, cũng như dạ. Này nó nở cũng là ngày hôm qua rồi nha. Dạ. Tại một có một đám mưa rồi đó nên thấy nó hơi ấy này, cũng tầm 4 ngón tay em. 4 ngón tay luôn hả chị? Ha. Dạ. Đây mặt bông của mình đây ha. Ôi đây. Ôi quá chân bự luôn nè cả nhà. Đó, hàng chuẩn giống cả nhà cứ an tâm nha. Nhà vườn làm số lượng rất là nhiều nha. Dạ. Dạ. Rồi, thì giờ đầu tiên thì mình giao lưu với cả nhà là lô siêu bông Bình Lợi chậu C6 đi ha. Kích thước chiều cao của nó là cả nhà thấy mình là tầm khoảng 30-40 cm ha. Dạ. Tính từ mặt bo nha. Tính từ mặt bo. Dạ. Mình không tính từ ốc ghép nha. Dạ. Tính từ mặt bo đi. Rồi 30-40 cm cả nhà, rất là nhiều bo luôn ha. Đây, một cây như thế này thì nó tầm khoảng là 15-20 bo, có cây hơn nha chồng. Dạ. Nên còn có những cây như thế này là có 20 bo hơn. Dạ, cái mảnh gốc mình lấy cái chừng nào chị? Chắc 5 ngón tay được không? Trong phạm vi 5 ngón tay không chị? Trong 5 ngón tay đi ha. Dạ. Nhưng mà gốc mà ngón út thì ít lắm, tỷ lệ nó ít. Dạ. Rồi đế kiểu như là đế bên đây đế bính đế bệ hả chị? Mình xử lý đế hết, bính bệ bí. Dạ. Rồi cái đế rất là đẹp luôn cả nhà. Chậu này là chậu C6 mà nó cứng nửng luôn nè cả nhà. Đó, em bóp vô nó cứng nửng luôn nè. Đó, cái này mình giao lưu với giá là bao nhiêu chị? À, này mình giao lưu với cả nhà mình là một chậu như thế này là em giao lưu là 100.000 một chậu ha. 100.000 cây thôi. 100.000 cây, 3 cây thì 300 là mình bao phí vận chuyển cho cả nhà mình ha. Dạ. Rồi 3 cây 300.000, đơn hàng là 300.000, nhà vườn mình bao ship hả chị? Dạ mình bao ship. Dạ. Để nếu mà cô chú anh chị nào muốn lấy một cây này hai cây kia gì á thì cứ liên lạc với em thì em sẽ gửi đơn cho mình. Dạ. 300 thì mình bao ship cho. Dạ. Nhà vườn mình cũng có nhiều giống nha cả nhà mình xem tới cuối clip nha. Mình gọi mình ghép đơn lại với nhau cả nhà. Bên đây mà cái lô này mình còn nhiều không chị? Số lượng lô mình này có mình có vài trăm gốc à? Vài trăm gốc hả chị? Chừng 300. Dạ. Rồi nói chung là cái thông số thì nhà vườn sẽ lấy những cái cây giống như cái thông số hồi nãy giờ mình chia sẻ hết nha. Là từ cái chọc ghép đi lên khoảng chừng 30-40 cm, còn hoành gốc thì đa phần là bốn ngón tay út ra nha cả nhà. Để thì để bính nè, rồi để bệ nè, với lại để bí nha cả nhà. Rồi tiếp theo là mình đi qua hàng C7 ha. Dạ. Nãy mình đi C6 rồi, giờ thì qua C7. C7 thì nó sẽ tương đối là nó to hơn cái C6 nha. Dạ. Nó tiền nào của nấy mà. Dạ. Thì gốc cũ nó đều nở hết như nhau ha. Dạ. Đây. Rồi cái hoành này chắc mình lấy ngón giữa ngón cái không hả chị? Lấy ngón giữa ngón cái đi. Dạ. Ngón giữa ngón cái. Cái này nó gốc nó lớn hơn. Đúng dạ. C6. Rồi còn cái chiều cao gì? Chiều cao này chiều cao mình cũng lấy tầm chừng 30-40 ha. Dạ. Tại vì mình đã tương đối mình đã bấm đọt hết rồi cô chú anh chị mình về lấy bo đây. Dạ. Mình đã bấm đọt hết rồi. Dạ. Cái này mình ghép được bao lâu rồi chị? Cái này mình ghép có khoảng tầm cỡ 6 tháng à, mình ghép trước Tết. Cái đế trước Tết nên bo nó già hết rồi. Dạ, cái đế rất là nó rất là bự luôn cả nhà, nó cứng nửng. Bầu này là tới bầu C7 lần cả nhà. Cái gốc bự nha. Và cái này mình giao lưu với giá là nhiêu chị? Này mình giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 150, 150 một cây ha. 150 ngàn một cây. Dạ. 2 cây thì 300 mình cũng vẫn bao ship luôn. Dạ. Đây có những hàng là bệ đây. Dạ. Ôi quá chừng luôn nè cả nhà. Quấn được cái đế này là cái đế nó dài lắm luôn cả nhà, chứ lại khó quấn chứ không phải dễ quấn nha. Đó. Còn cái chột ghép này nó cũng bự hả chị? Chột ghép rồi, này nó bự cái nha. Nói chừng nó cứng chột ghép hết trơn. Có cái nó cũng muốn liền rồi. Dạ. Nó màu lớn vậy anh chị, mình lợi ha. Một hai đám mưa gớt xuống thấy ra cây đọt nè. Giờ thích hợp cho cả nhà mình về trồng đất hay là sang chậu gì là nó phát mau lắm. Dạ, cái hàng này Tết mình cũng có thể mình chơi Tết cũng. Hàng này mình chơi Tết được thì mình sang chậu ha. Dạ. Sang chậu cái mình chơi Tết. Rồi, vậy mình về mình cứ vô dây mình lắc nhẹ thôi, mình sửa dán lông nhẹ thôi là mình có thể mình chơi Tết được rồi. Rồi, cái này là 150.000 một cây cả nhà. Đúng rồi, 150.000 cây. Dạ. Tiếp theo mình giao lưu với cả nhà là hàng C8 nha. Dạ. C8 này thì nó hoành gốc rồi nó cũng tương đối nha, cũng như là C7 cũng tay tỏ tay cái đi. Dạ. Nhưng mà điều cái muối nó nhiều hơn, bệ nó cũng lớn hơn tại nó qua là hàng C8 rồi. Dạ. Này cả nhà xem giùm em ha. Quá chừng luôn nè cả nhà.
Còn cái chiều cao này mình lấy khoảng chừng nhiêu chị? Chiều cao này cũng tầm 20-40 nha. Dạ. 20-40 cm đi. Là mình tính từ cái chậu ghép. Dạ. Tùy theo cả nhà, nhưng ai có nhu cầu mà lấy những cây lùng liền á thì dạ, bên em sẽ gửi những cây lùng liền như vậy, giống vậy cho mình ha. Dạ. Còn những cây như lấy bo thì như vậy. Cả nhà mình có nhu cầu lấy bo thì cứ liên lạc với em sẽ gửi cây những hàng như mình lấy bo. Dạ. Đây, những rồi, cây rồi. Như thì rất là nhiều bo ha. Dạ. Cũng tầm 20 bo trở lên. Dạ. Nó cũng từ mặt ghép tới lên thì cũng 40 cm. Dạ. Rồi gốc vậy là 200 250. À, một cây như thế này là 250. Dạ. Hai cây thì 500 mình bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Dạ rồi, cái đế rất là đẹp luôn ha cả nhà. Nội cái đế không cũng cũng đáng đồng tiền ha cả nhà. Bên đây mình còn nhiều không chị? Cái lô bự này chị. Cái lô bự này mình có khoảng chừng 500 gốc đỡ lại. 500 gốc hả chị? Dạ. Tại cái hàng bự này nó không có ra số lượng nhiều được. Dạ. Có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em hàng số điện thoại gốc bên trái mình, số điện thoại có Zalo nha cả nhà. Tiếp theo em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình cái hàng này là hàng C6 của hàng Bình Lợi ha. Dạ. À, cái này thì em đã vô dây mình sửa dán lông lắc nhẹ cho cô chú anh chị mình hết rồi. Dạ. Em cũng đã có bấm đọt cho nó ra chèo nách hết cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Cái này thì về mình thích hợp để mình sang chậu mình chơi Tết. Dạ. Mình làm những cái chậu mini mình để bàn á. Dạ. Còn nếu không thì anh chị muốn lấy bo thì em sẽ đưa những hàng như vậy thì nó sẽ có những đọt như vậy. Mình dạ, về mình lấy bo. Dạ. Đây. Bên cái lô này bên đây là mình quấn gì chị? Cái này quấn, mình cũng quấn đa dạng hết. Dạ. Cũng bí, bệ, rồi đế quái. Nói chung là cái nào mình cũng xử lý đế hết. Dạ. Tại nhà vườn mình là bên chuyên xử lý đế hết. Trời ơi, cái đế nó cứng cứng nguyên cái bầu luôn á nha. Và chiều cao bên đây chắc mình lấy cũng cỡ chừng xem cái gang tay được không chị? Chắc 20 đi ha. Dạ, 20 lấy 20. Đi 15-20 đi. Còn cái gốc chị? Cái gốc này mình lấy cỡ chừng 4 tay. 4 tay bỏ ngút lại. Dạ rồi. Rồi cái này mình giao lưu với giá là cái này mình đi combo cho cô chú anh chị đi. Combo. Cái này thì mình đi như thế này 5 cây. Em sẽ lấy cho cô chú anh chị mình 5 cây như thế này ha. Dạ. Là giá 400 ngàn. Mình dạ, bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, 5 cây như vậy là 400 ngàn bao ship cả nhà. Dạ, đúng rồi. Dạ, siêu bông Bình Lợi nha. Cái này mình đã vô dây mình sửa dán hết rồi. Dạ. Rồi, hàng này là tất cả đều có đế, đế đẹp chứ không phải là đế thường nha cả nhà, đế là đế đẹp luôn á. Trời ơi, quá chừng cái đế luôn nè cả nhà. Đó, nói chung mà những hàng này thì nhà vườn làm từ cái khâu mà mai con cho tới cái lúc này luôn phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Cái này là tự nhà mình sản xuất nên mình nói chung mình đưa cho cô chú anh chị mình cái giá là nói chung là tương đối thích hợp cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Cái đế rất là đẹp luôn cái nhà. Cũng có những củ ha, củ đế thấy nó nở như rễ nó muốn bằng tay út rồi nè. Dạ. Nó bút bi rồi đó. Dạ. Nó. nó nở đế cái nhà ha. Nở đế rồi 4 cây như vậy là 4 cây như vậy, 5 cây là 400. 400 mình có cái ship này như là bí này ha. Dạ. Rất là đẹp, rất là nhiều múi luôn nè cả nhà. Đó cả nhà mình tham khảo ha. Kế bên thì em cũng giao lưu với cả nhà mình một lô bông nữa đó là nhị ngọc toàn lá xanh nha cả nhà. Dạ. Đây. Nhị ngọc toàn lá xanh cả nhà. Đúng ha. Nhị ngọc toàn lá xanh thì cái hàng này nó bự hơn. Tại dạ, vì hàng này chị qua C7 rồi. C7 hả chị? C7 ha. Dạ. Lại Bình Lợi thì C6, còn nhị ngọc toàn này C7 rồi. Dạ rồi. Gốc của nó thì tay giữa tay cái đi. Dạ. Đó. Cái đế đẹp quá cả nhà ơi. Hờ nguyên vườn mình là cái hàng đế này không hàng hả chị? Đế, đúng rồi, bên mình là chuyên sản xuất bên hàng đế này. Mình vô dây mình nói chung mình làm cây con á. Dạ. Mình ương cây con. Rồi mình quấn rễ rồi hết là hàng này mình tự sản xuất hết. Dạ cây rồi, nhà nên cái giá nó nói chung là hợp lý lắm. Dạ. Cả nhà yên tâm về phần chất lượng với chuẩn giống nha cả nhà. Dạ. Rồi dạ, cái thông số bên đây mình lấy làm sao đi? Cái thông số bên đây thì mình lấy tầm 20 ha. Chiều cao khoảng chừng gang tay 20 đi. Đúng rồi, gang tay 20. Dạ. Củ đế mình có hết cho cả nhà ha. Dạ. Đây có những cây vàng. Rồi cái này mình giao lưu sao thì chị? Cái này thì mình giao lưu là 100.000 cây. 100.000 một cây. 100.000 cây. Dạ. Tại hàng này nó bự hơn, nó xe xa, nó qua C7 rồi. C7 rồi cả nhà. Cứng cái bầu luôn á cả nhà. 100.000 vậy thì cũng là 3 cây mà mình bao ship hả chị? Đúng rồi, 3 cây bao ship. Một cây, 2 cây mình cũng vẫn gửi hàng cho cô chú anh chị mình nha. Nhưng mà em không có bao được cái phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Cái phí khoảng chừng bao nhiêu chị? Tầm 30.000 ha. Tầm 30.000. Dạ rồi, đây cái nhà. Một cây nhà vườn cũng gửi nhưng mà cái nhà chịu thêm cái phần phí khoảng chừng 30.000 nha. À, còn đơn hàng từ 300.000 trở lên thì nhà vườn sẽ bao ship cho cả nhà. Mua nhiều nữa thì mềm nữa. 10 cây thì mình tặng 1. 10 tặng 1 luôn ha. Sớm giờ số lượng mình cũng quên nói với cô chú anh chị mình ha, là 10 cây thì em sẽ tặng 1 tất cả các loại mai luôn ha. Rồi. Rồi. Từ nhỏ tới lớn luôn, giá trị thấp tới cao ha. 10 cây thì em vẫn tặng 1 cây. Hàng 2 năm rưỡi nãy cũng 10 tặng 1 luôn. Đúng rồi, 10 tặng 1 luôn. Dạ rồi. Tới khúc này cả nhà mới biết. Tiếp theo em giao lưu với cả nhà mình một lô mai cũng đang hot đây ha. Dạ. Hôm nay thì thấy nó cũng có nổi trên thị trường đó là dảo như ý nha cả nhà. Dảo như ý. Mình cũng được một số giống mình để mình ra để giao lưu với cả nhà mình đây. Dạ. Đây là hàng dảo như ý. Dạ. Thì chậu như vậy thì nó là qua chậu C7 hết rồi nha cả nhà. Dạ. Đây, C7 hết rồi. Ờ, cái bộ đế cũng giống như nãy mình giờ mình chia sẻ nha cả nhà. Mình xử lý đa dạng hết ha. Dạ. Này là bệ đây. Dạ. Thì cũng có 1-2 cây là đế quái. Thì cả nhà mình có người nào thích đế quái thì em cũng gửi đế quái cho mình ha. Dạ. Bệ, bí, rồi bính, rồi đế quái vậy đó. Dạ. Đủ loại hết. Rồi cái này thì mình ghép được bao lâu rồi chị? Cái này mình gút bịch nay chắc cỡ 20 ngày rồi nha. À, gút bịch cỡ 20 ngày. Đúng rồi, 20 ngày.
Dạ, thì cái này mình giao lưu sao đi chị? Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình như vậy là 180 cây. 180 ngàn cây thôi. Đúng rồi, 180 ngàn cây. Dạ. À, 2 cây thì 350, mình bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Dạ. Cũng có những 1-2 cây như là nó qua C8 ở đây nè. Ôi, ôi. Cũng có 1-2 cái nó C8 nhưng mà em vẫn tính giá cái C7 cho mình ha. Ừ, ừ. Cái bầu nữa nha. Cái này thì nó không có số lượng nhiều, cũng như cái dạng nó bự quá ha. Dạ. Mình thường phải thay qua C8 mới lọt đây. Dạ, cũng có vài cây trong cái lô này thôi. Dạ. Nó cũng có pha đế hết nhưng mà tại vì mình vô nó hơi sâu á. Dạ. Đó, cô chú anh chị mình nhìn không thấy, nhưng nói chung là cái nào nó cũng có đế hết. Dạ. Đó. Rồi, vậy nếu mình thay qua thì mình đưa cái mặt rễ nó cao lên xíu. Dạ. Ừ. Vậy như vậy thì 180.000 cây. Rồi, nói chung là nhà vườn sẽ đảm bảo cho cả nhà là cái hàng này là nó cái bo lên, cái nhà cứ an tâm đi ha, nhận hàng kiểm tra hàng giúp nhà vườn là hãy thanh toán nha cả nhà. Cái này là chuẩn giống luôn nha cả nhà. Dạ. Có vấn đề gì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn mình xử lý ha. Cái này mình cũng phải bảo vệ cái bo mình mới đúng gửi rồi, chị. Đúng rồi, mình phải gửi. Dạ. Nhưng mà giờ cô chú anh chị nếu mà thấy nhỏ quá thì nhà vườn em vẫn giữ lại chăm sóc cho cô chú anh chị mình khoảng tuần lễ 10 ngày gì nữa đó. À. Mà hàng như ý này nói chung là nó mạnh lắm, bo dạ. Nó phát triển mạnh lắm, 1-2 ngày là mình thấy nó đã ra 1-2 cây đọt nhanh lắm. Dạ. Với lúc này đang mưa nè. Dạ. Mưa gớt mưa xuống là tốt lắm, cây xanh tốt mướt mầm đây. Dạ. Rồi. Này chỉ có 180 ngàn một cây cả nhà. Cái bộ đế rất là đẹp luôn nha. Đó. Đó, em nhắc lại với cả nhà mình nói là đang nằm ở chậu C7 nha cả nhà mình ha. Dạ. Rồi à, cái này 10 cũng tặng một luôn đó. Đúng rồi, 10 cây mình vẫn tặng một cây cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Rồi, giờ nếu mà cô chú anh chị mình muốn cái tầm nó thấp hơn thì em cũng có giao lưu với cô chú anh chị mình là nó qua chậu C6 nha. Đây là hàng C6 ha. Dạ. C6 này thì cái giá nó hơi nhỉnh hơn cái hàng C7 đó chút xíu. Dạ. À, như vậy thì mình giao lưu với cả nhà mình là 150.000 cây. 150.000 thôi. Đúng rồi. Dạ. 2 cây thì mình 300.000 chị cũng bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Rồi, mình có thể mình ghép đơn lại. Nãy giờ cái nhà cứ cây như ý, cây bình lợi ha. Ừ, còn cây như nhiều cây nhiều gốc to. Dạ, mỗi loại một cây cả nha. Ở nhà vườn mình bao ship ha. Còn 10 cây thì nhà vườn sẽ tặng một cây cho cả nhà ha. Củ đế hết ha. Như này bí là bí trong đây nè ha, bí giữa nè. Nè, cây nó nằm ở giữa ha. Rồi. Cây cũng bí giữa luôn. Hàng của nhà vườn của chị My là hàng bao đế hết luôn cả nhà. Bao đế hết cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đế đế quái không nè cả nhà. Đế cứng nguyên cái bầu luôn á. Rồi tiếp theo thì em cũng sẽ giao lưu với cả nhà một giống mai cũng có thị trường đây cũng lâu rồi nha. Nhưng mà điều mình thấy hôm nay thị trường cũng ưa chuộng lại, cả nhà cũng hỏi thăm em nhiều lắm. Dạ. Đó là giống bạch mai đọt hồng ha. Bạch mai đọt hồng. Đúng rồi, bạch mai đọt hồng. Đây cả nhà nhìn giùm em ha. Rồi cái đọt nó nhìn dễ thương ghê cả nhà. Dễ thương ha. Dạ. Nó ra lá thì nó sẽ xanh đậm hơn chút xíu đây. Nó cẩm thạch nha. Dạ. Nhưng mà nó phần trên nó thì nó sẽ là màu hồng ha, đọt non của nó ra là màu hồng. Rồi. Nè, nhìn lá giống như của hồng. Nó đây. Mà hồng cánh sen á nhà nhìn đẹp ghê ha. Còn nguyên cây nó này nó ra chưa có lá xanh nè. Dạ. Cái này là lá non nha cái nhà, mới mốt nó cũng nó già cũng... thì nó sẽ xanh. Nó dạ. Nó xanh này nó bạc bạc cầm... lại à. Đúng rồi. Dạ. Giống như cẩm thạch vậy đó. Rồi cái lô này thì đế cũng đẹp, nói chung là lô nào đế cũng đẹp hết trơn cả nhà. À, cái này mình lấy thông số làm sao đi chị? Này mình lấy thông số thì gốc thì 4 ngón tay ha. Dạ, bỏ tay út ra đi. Tay. Rồi. Không có gốc nhỏ, nói chung gốc tầm cũng trung hả. Dạ. Rồi cái này mình giao lưu sao chị? Giao lưu cô chú anh chị cả nhà mình là như thế này thì 100.000 một gốc ha. 100.000 một cây. Đúng rồi, 100.000 một cây. Dạ. Còn cái mặt bông cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em đi cả nhà ha. Bạch mai đọt hồng nha. Bạch mai đọt hồng nha. Dạ. Ở bên đây mình số lượng mình cũng có nhiều hả chị? Số lượng mình có khúc này tới đây chắc cỡ tầm 500 ha. Dạ. 500 mà không? Quá chừng nè cả nhà. Cái đọt rất là đẹp luôn ha. Thì kế bên hàng bạch mai đọt hồng thì em cũng có bạch mai tân tân cho cả nhà mình đây ha. Bạch mai tân tân. Bạch mai tân tân. Dạ. Bo nó thì cả nhà mình chắc cũng không còn xa lạ gì đâu ha. Dạ. Nó là cũng 2 tầng trắng ha. Mà dạ. 2 tầng cánh. Dạ. Đây. Rồi. Còn cái chiều cao của cái bo cỡ nào thì mình gửi chị? À, chắc tầm 15 đi ha. Chắc tầm 15, 15 đi. Dạ. Nếu 20 thì nó không tới. Thì dạ. Mình tính tầm 15 đi. Nhưng mà già lá như vậy thì em đã gửi cô chú anh chị dạ. mình được rồi nè ha. Dạ. Đây là bạch mai tân tân. Dạ. Giao lưu với cô chú cả nhà mình là gốc như thế này sẽ là 80.000 một gốc nha. 80.000 một gốc. Đúng rồi. Dạ rồi. 80. Dạ thì những cây nó dài dài cỡ cỡ này thì nhà vườn mới gửi nha cả nhà. Đúng rồi, cả nhà còn... yên tâm đi chứ không phải lụa non như thế này em gửi cho cả nhà mình đâu dạ, nha. Dạ, tại vì nguyên lô thì em quay chung vậy cả nhà. Nhưng mà đúng mình rồi. Lựa những cái cây giống như thông số nhà vườn mình chia sẻ mới gửi nha. Nhà vườn cứ kiểm tra hàng trước khi anh toán đi. Đó, giống như trên clip ha. Nó cũng nhìn cũng giống như bạch mai đọt hồng ha. Dạ. Nhưng mà điều cái màu nó không có hồng. Không có đậm bằng hay gì. Đúng rồi. Dạ. Rồi đồng giá với bạch mai đọt hồng hồi nãy luôn là 100.000 cây. 80. 80 hả chị? 80. Nè 80.000 cây thôi. Còn bạch mai đọt hồng nó hiện 100. Dạ. Rồi. Cái này thì đế cũng đế quái không nha cả nhà. Có những cây rồi. Rồi quá trời luôn nè cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo ha. Đây là siêu bông Sài Gòn lá lớn nha. Dạ. Đây. Rồi rồi. Cái đế. Khoái cái đế ghê luôn cả nhà. Cái đế nhìn đã ghê ha. Hàng bên đây thì nó cao hả chị? Đúng rồi, hàng này nó cao. Chậu nào mình cũng có xử lý đế hết cho cả nhà mình hết ha. Dạ.
Cái này là C7, C6, C7 cũng lộn xộn hết luôn ha. Dạ. Bên đây thì chiều cao cái bo mình lấy khoảng chừng bao nhiêu chị? Cái này chắc cỡ 40 ha. 40 đi, cây nào nó cũng tầm 40 hết à. Chiều cao 40, cái bo mình tính từ cái bo lên nha cả nhà. Tính từ bo lên 40 nha cả nhà. Dạ. Rồi cái này lấy nhiều bo lắm nha cả nhà. Với lại này mình cũng ghép cũng cứng cái bo rồi nha. Đó. Cái này mình giao lưu sao chị? À, này mình giao lưu với cả nhà là 100 ngàn cây ha. 100 ngàn cây. 100 ngàn cây. Dạ. 3 cây thì 300 mình cũng bao ship cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Siêu bông Sài Gòn cả nhà. Siêu bông Sài Gòn. Dạ rồi, cưng cây gì nhà vườn cũng gửi nha, nhưng mà cả nhà mình chịu phụ cái tiền ship khoảng chừng 30 ngàn. Mua 10 cây là mình được tặng 1 cây nha cả nhà. Mấy cây này cái cũ nó, cái để nó nở nè cả nhà. Đây cả nhà tham khảo hen. Bính nè hen. Rồi bệ rồi bí lộn xộn trong này nè cả nhà. 100 ngàn một cây. Bên đây mình còn nhiều không chị? Đó mình còn clip này được không? Clip này khoảng 500 trở lại ha. Dạ. Rồi cả nhà có lấy sỉ thì cứ liên hệ chị giúp em, chị để giá mềm nha cả nhà. Tiếp theo em cũng giao lưu với cả nhà mình, đây là lô Như Ý ha. Dạ. Đây, giảo Như Ý. Cái này rồi. Mình ghép nay cũng mấy tháng rồi nè. Nay dạ. Là nói chung là mình về bấm đọt là có bo hết cho cả nhà mình ha. Dạ. Một cây như thế này thì tầm nhiều bo lắm nha. Dạ. Giảo Như Ý mình ghép vô cái phôi gốc cây mai vườn nè cả nhà. Đúng rồi, gốc mai vườn. Cho em xin thông số của cái cây này. Cây này là mã số 1 đi hả chị? Ừ, cái đó mình lên mã số 1 ha. Rồi, giảo Như Ý cả nhà. Giảo Như Ý nha cả nhà. Rồi. Đây. Rồi hoành mình đo ngay chỗ đó là ở trên đây đi ha, mình đo khoảng giữa này đi. Dạ. Nói chung là mình kiếm cái chỗ nào 12 nó, ha. Nó 12 nhỏ nhỏ, nhỏ nhất là mình tính cái nhỏ nhất đi. Dạ. Đó, là 12 ha. Dạ, ở dưới thì nó bự hơn xíu nha. Là bự hơn. Dạ. Để nè cả nhà, để tự nhiên nha. Và chiều cao khoảng chừng nhiêu chị? Chiều cao của nó là mình tính tới đây đi, mình đừng tính lên nữa đi. Rồi, mình tính tới đây nha cả nhà. Đi. Dạ. Mình tính cho cô chú anh chị mình 60 nha. Dạ. Dựng lên thì nó còn dựng cao nữa mà mình trừ hao vậy đi. Trừ hao cho cả nhà mình đi ha. 8000 là 8000 là mình tính 48 đi ha. 8000 48. Rồi cây này lấy ha. Mình trừ hao sát luôn cho cả nhà mình rồi đó nha. Dạ. Em đã trừ hao nhiều lắm rồi đó. Cây này mình ghép được 30 ghép nè cả nhà. Đó. Nhưng mà quá chừng bo luôn nè hen. Cái này mình giao lưu nhiêu một cây chị? À, cây này mình giao lưu cả nhà mình là 1.2 triệu ha. Mình 1.2 triệu bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình hết ha. Dạ. À, tới nhà luôn. À, cái này mình cũng nói chung là mình cũng phải vui dây, mình dàn dây rồi mình đúng mới gửi hả chị. Này là mã số 1 nha. Dạ, mình bảo vệ cái bo an toàn, cả nhà cứ an tâm đi hen. Rồi bây giờ mình tới cây mã số 2. Mã số 2 đi ha. Dạ. Rồi. 8 cây hả chị? Ờ, 8 cây. Dạ, 8 cây Như Ý cả nhà ơi. 8 cây Như Ý. Rồi, cho em xin thông số cây này đi chị. Cái này thông số. Cây này thì cái hoành gốc nó bự hơn cả nhà. Bự hơn. Dạ. Cái này tầm gốc nó tới 15 nữa nha. Hoành là 15. 15. Dạ rồi. Coi chiều cao đo em chị. Chiều cao. Hàng giảo Như Ý nha cả nhà. Cái bo nó cũng 50 đã 50 nha. Giá nó đã cao rồi. 50 đi. Dạ. Rồi mình ghép vô cái này thì mình lấy không biết bao nhiêu bo mà nói hết cả nhà ha. Rất là nhiều bo luôn. 8000 là mình tính là 48 đi. 8000 là như chị? 48 hả chị? Dạ. Cho cô chú anh chị mình. Rồi, mình đo theo chiều này là 8048 nha. Cây này 1 chột, 2 chột, 3 chột, 4 chột, 4 chột. 4 chột. 4 5 chột. 5 chột. 5 chột hả chị? 2 4 5 chột. Mấy bên kia 1 chột nữa ha. Ừ, rồi. Cái góc này mình vô luôn sao chị? Dạ cũng giá 1.2 triệu luôn. 1.2 triệu giá như đó là dạ. Mã số 2 nha cô chú anh chị mình. Dạ, thêm. Mã số 2 cả nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, mình qua hàng số 3 đi. Dạ. Rồi, mã số 3 cả nhà ơi. Mã số 3. Dạ. Gốc này thì bự nha, tương đối bự nha. Nắm dạ. Tay mình không hết à. Trời, cho em xin thông số luôn. Cho mình cả nhà mình thông số. 8 cây này gốc vườn hết nha cả nhà. 8 cây này gốc vườn hết. Đây là 22 nha. Hoành mình đo được là 22 nha, chỗ đó 22. Dạ rồi, còn chiều cao. Chiều cao cho cả nhà mình đây. Bo này mình lấy được nha cả nhà, lấy liền được luôn. Chiều cao là 50 nha. Dạ. Mà mấy cái này mình lấy liền được. Đúng rồi, cái này già đo già bo hết rồi. Dạ. Còn cái 8000. 8000 nó là 37 nha. 8000 là 35 luôn đi. Cho cô chú anh chị mình rộng rãi đi ha. Dạ rồi. 35. Rồi cái này số 3 nha. Cái này cũng mình giá 1.2 luôn ha. 1 chột, 3 chột, 2 chột, 4 chột, 4 chột, 6, 6 7 á. 7 chột luôn hả chị? 7 chột luôn. Dạ rồi. Đó, mình ghép vô tay cạnh của cái phôi cái cây giống như cái mai tàn nữa nha. Rồi bây giờ mình tới mã số mã số 4 nha. Mã số 4 chị. Mình số 4 đi. Rồi, mã số 4 mình đây. Rồi đây cả nhà mình tham khảo cái cây số 4 nha. Số 4 này thì được đọt nó nhiều hơn ha. Dạ. Nó dài hơn, số lượng bo nó nhiều lắm. Dạ. Rồi, cho em xin thông số cho quanh gốc đi. Mã số 4 cả nhà. À, 14 nha cả nhà. Rồi hoành là 14 nè. 14 ha. Dạ, chiều cao. Rồi mình lấy chiều cao cho cả nhà mình ha. Là 63 nha. Chiều cao 63. 63 ha. Rồi, dạ. Cây này cũng không biết bao nhiêu bo mà nói bo luôn. Bo lắm nha. Như 8000 dạ. Là 52 ha. 8000 là 52. Dạ. Cây này được mấy chọc đếm cho men luôn chị. 1 2 3 4 chọc, 4 chọc. 4 chọc nha. Nói chung là chọc nào chọc nấy nó lớn lắm. Cứng hết trơn rồi cả nhà cứ an tâm đi cả nhà. Bo nhiều, cây này là dạ. Bo khá nhiều nha cô chú. Cái này dám chừng Tết mình chơi Tết cho bông được luôn á nha. Như ý nó cũng màu lớn lắm hả chị My? Ừ đúng rồi, mã số 4 nha. Rồi, này mình giao lưu giá với cô chú anh chị mình gốc này thì 1.5 triệu nha. 1.5 triệu. Rồi, bao phí luôn. 1.5 triệu. Những hàng này thì nhà vườn sẽ bó bầu hả chị? Dạ bó bầu hết. Dạ, em mình... bỏ ấy ha, bỏ chậu lại mình bó bầu cho cô chú anh chị mình. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình tới cây mã số 5. Đây, mã số 5 ha.
Cây này cái củ nó nở phình luôn nè cả nhà. Đây có củ rồi nè nha. Ở nhà coi mình ha. Ôi ôi. Có củ hết đây. Dạ. Đây cũng ba nè ha. Ôi tay cành nó đóng cũng đều quá vậy. 5 6 cái này 7, chơi 8, cái phơm lùng lực nè cũng đẹp nè cả nhà. Đó. Cây này lùng lực ha. Dạ. Rồi cho em xin thông số cái hoành gốc trước đi chị. Cái củ nó nở nè cả nhà. Mã này là mã số 5 nha. Mã số 5. Rồi hoành mình đo được chỗ đó là 19 ha. Hoành là 19. 19 nha. Dạ. Rồi chiều cao. Chiều cao nó là 55 nha. Chiều cao là 55. Dạ. Rồi cái này mình về mình kéo là bích tàn luôn đó nha. Tán ngang là 50 nha. Dạ rồi. Rồi cái này mấy chọt chị điếm giùm em luôn chị. Cái này là 1 2 3 4 5 6 7 chọt nha. Dạ rồi. Rồi cái này nó đều hết ha. Cây này thấy cái này tay cầm đóng đều. Dạ. Đó. Rồi góc này mình giao lưu với giá là cái này 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Dạ rồi. Đây là mã số 5 ha. Dạ mã số 5. Giá nhà vườn mình bao xíu toàn quốc nha cả nhà. Số 5. Là 1,5 triệu. Dạ rồi, mình tới mã số tiếp theo. Số 6. Mã số 6. Đây, cái này mình chơi tàn dù ha. Tàn dù ha, góc nè, nhìn ha. Dạ. Ok hết ha. Rồi. Rồi. Mình chơi. Góc vườn nhưng mà có đế nha cả nhà. Góc này góc vườn tự nhiên luôn. Dạ. Không có chỉnh sửa gì hết. Rồi hoành mình đơn cho đó nè. Hoành là 17. 17 nha. Dạ. Rồi chiều cao. Rồi. Chiều cao mình đo được 50 nha. 50 hay gì? 50 đi, tính của chú anh chị mình. Dạ rồi. Tán ngang. Tán ngang là 44 nha. Dạ. Rồi, 44 đi. Rồi, góc này mình ghé được mấy chọt chị? Điếm giùm em luôn nha. 1, 2, cái này chơi thằng dù đẹp 4, 5, 6, 6 chọt nha. 6 chọt. Chị. Dạ. Đó, tóc thần về mình chơi thằng dù ha. Rồi, góc này mình giao lưu với giá là 1,5 triệu luôn. 1,5 triệu. Dạ. Mã số 6 nha. Dạ, dạo như ý nha cả nhà. Rồi, mình tới mã số tiếp theo. Đây, số 7 này là khá là to nha, cô chú anh chị mình nha. Đây, cây này lấy bo là hết sảy luôn. Tốt thì ghê luôn đó nha. Đúng rồi. Đây, mưa bo hết ha, đang ra một cây đọt nữa đây. Nó đi đọt quá chừng lúc luôn. Lúc này mưa đó, có gớt mưa xuống thì cả nhà mình trồng đất hay trồng chậu gì nó cũng dễ lắm nha cả nhà. Rồi. Nó mát trời nó đi đọt quá. Cây này thì được 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây, 8 chọt cho cả nhà mình ha. Đây. Cứ một nhánh một đầu nhánh vậy là mình ghép được một chọt. Đúng rồi, mình ghép được một chọt. Dạ. Đây. Rồi. Cái này rồi. Lấy bo lắm, nhiều bo lắm nha. Một nhánh vậy là cũng khoảng tầm 10 bo đó. Dạ. Giảo như ý bây giờ một bo là hình như rẻ nhất là cũng khoảng 70 ngàn đúng không chị? Dạ. Cái giá thị trường thì 70. Dạ. Rồi. Mà cây này giờ mình lấy bo ra hơn cái cây rồi cả nhà. Cái này là bao chuẩn giống nha. Em cũng mua tại anh Nhân ở Long An nha. Dạ. Rồi. Thì rồi. Giờ em đo hoành gốc cho cô chú anh chị mình ha. Chỗ, giờ mình đo đây ha. Dạ. Ở dưới nhánh xíu là được anh chị. Ở dưới nhánh. Dưới nhánh đó. Xíu ha. Rồi, em chỗ cây em có heo. Hoành gốc cho mình ha. Là 20 nha. Rồi mình đo chỗ này em mình chỉ đo ngay chỗ này giúp em cái nữa đi ha. Cô chú mình nhìn cho dễ đi. Cho rõ hơn xíu đi. Rồi mình đo ngay chỗ này. 19 hay gì? 19 ha. Rồi 19 nha cả nhà. 19. Dạ, thường nhà vườn mình đo chỗ cái eo cả nhà ha. Còn chiều cao chị. Cái này bùm sùm luôn á. Cây này là tàn nhiều lắm luôn á. Chiều cao nó là 60 nha. Chiều cao 60. 60. Dạ rồi, cái tán ngang nè cả nhà, để quay tán từ trên xuống cả nhà mình tham khảo cái tán ngang nè. Quá tí không? Tán ngang này được nửa thước, 60 mấy luôn. 63 đi. Tính 63 đi là mình còn bỏ hai bên nhiều lắm nè. Dạ. Đó, thẳng dây cho cô chú anh chị mình nè, 63. Cái này mà dặn dây vô cái là nó rộng nữa cả nhà. Cái này là mã số 7 ha. Dạ. Mình cho lưu giá là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu bao xíu cả nhà. Bao xíu. Dạ. Rồi, rồi tiếp theo mình cây tới. Cây cuối cùng nữa. Không? Cây cuối cùng bên đây. Số 8. Rồi, mã số 8. Cây số 8, mã số 8. Cây nhà vườn thì của chị cũng còn nhiều cây cả nhà, tại vì thời gian trên clip cũng có hạn cho nên clip đầu tiên chị đến kênh giao lưu 8 mã số này nha. Rồi. Đó. Đó ha. Dạ. Góc này cũng góc vườn luôn. Dạ rồi. Cũng có đế, có ấy hết cả nhà mình ha. Dạ. Rồi, em báo thông số của cây này nha. Cả nhà mình ủng hộ chị hết 8 mã số này, chị lên mã số nữa nha. Dạ. Còn nhiều lắm nha cô chú anh chị mình. Rồi hoành mình đo được là 17. Dạ. Rồi. Tính 17 nha. Dạ. Rồi chiều cao tán ngang chị. Chiều cao đi. Chiều cao. Chiều cao nó là 68 nha. Rồi nó đi đọt quá chừng luôn nè cả nhà, nhìn đã ghê. Này về mình vô dây mình sửa lại. Rồi tán ngang. Tán ngang nó là 55 nha. Tán ngang 55. Rồi. Dạ rồi. Cái này là mã số 8 nha. Dạ. Giá cây này là 1,5 triệu luôn nha cô chú. 1,5 triệu. Dạ rồi, 1,5 triệu bao ship. Vậy là cái mã số là 1,2 triệu với 1,5 triệu hả chị? Đúng rồi. Dạ. 8 cây này là giá 1,2 triệu tới 1,5 triệu. Cái này mấy chọt vậy chị? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chọt nha. 8 chọt vậy? 8 chọt. Rồi, cây này là mã số 8 nha. Cô chú anh chị nào mà thấy hợp nhãn cây nào thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha. Dạ. Em sẽ gửi cho mình ha. Cuối clip thì em cũng xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho nhà vườn mình nha. Dạ. Rồi nếu mà cả nhà mình xem clip có thấy cái cây nào mà hợp nhãn hợp ý thì cả nhà cứ
chốt đơn ủng hộ cho nhà vườn Bảo Anh của em ha. Dạ. Mai vàng Bảo Anh của mình thì ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Kính Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Dạ. Số điện thoại giao lưu của em đó là 0909791298. Dạ. Thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ cho nhà vườn Bảo Anh mình nha. Dạ rồi. Rồi em xin cảm ơn mọi người nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.